Tiếp theo chúng con xin kính mời chị An Mỹ và chúng con kính mời thầy Thành Phú chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Con có một câu hỏi đến thầy Diệu Âm Tịnh Hải như sau ạ. Cháu của con xin con được hơn 1 tháng tuổi. Cháu rất là quấy ạ. Trước kia là bà nội của cháu có phá bỏ thai nhi đã hơn 5 tháng rồi ạ. Liệu giờ có phải thai nhi ý về đòi nợ không ạ? Và phải làm thế nào để sám hối ạ? Vì cụ ngoại bảo cứ nhìn thấy có vong trong nhà đó ạ. Kính xin thầy từ bi giảng giải cho con được hiểu rõ ạ. Con xin thành kính cảm niệm tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đứa cháu 1 tháng rưỡi yếu quá làm sao lại vậy, phá được ta, hay là vậy. Có 1 tháng rưỡi thì nhiều khi cháu khóc thì có, phải không chư vị? Nhiều khi cái nhà của mình sơ ý để giường chiếu quên giặt, hoặc là cái mền đắp của các cháu đó, nhiều khi nó có dính những cái bụi gì làm cho cháu ngứa chăng, hay là chiếu gì đó chúng ta sơ ý có những cái lúc mà nó cứng quá, hay là nó có những cái gì nó đâm vào cháu làm cho cháu đau, cháu khóc chăng. Chứ 1 tháng rưỡi thì làm sao có thể quậy phá được, phải không chư vị? Cái thứ hai nữa là trước đây mẹ của cháu có phá thai gì đó, thì xin thưa với chư vị, cái việc phá thai trước chưa chắc gì có liên quan đến cái đứa cháu sau này đâu. Mà tình hải này hình như đang nghĩ là vì lỡ mình phá thai rồi khi mình thấy rằng phá thai như vậy thì Phật cấm, và chúng ta phát hiện ra sự phá thai đó là một cái tội nặng, cho nên cái ám ảnh trong lòng mình chưa gỡ ra được, làm cho sự ám ảnh nó càng ngày càng nặng đi. Rồi khi gặp một cái trường hợp là trùng hợp là cái đứa cháu mới sinh ra 1 tháng rưỡi bị khóc bị quậy gì đó, chúng ta lại liên tưởng cái chuyện đó nữa, làm cho cái tình trạng này nặng hơn chăng. Chứ nếu như mà thực sự theo như Tịnh Hải nghĩ thì hai vấn đề này không liên quan gì với nhau đâu chư vị. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy lấy cái tâm, gọi là cái tâm lý lành mạnh, để mà giải tỏa cái chướng nạn này đi thì hay hơn. Nhất là khi mà cháu khóc như vậy thì nên, đầu tiên là nên đem đến bác sĩ, mình hỏi tới coi là cháu mà khóc la như vậy thì như thế nào. Có nhiều lúc bác sĩ có thể giúp cho chư vị một cái cách giải quyết hay lắm đấy. Và nhiều khi chỉ vì một cái sơ suất nào đó, thí dụ như là thời tiết lạnh quá, mình đắp mền các em không đủ, cho cháu không đủ, hoặc là nhiều khi nóng quá chúng ta không đủ cái điều hòa cho cháu, làm cho cháu khó khăn chăng. Và bên cạnh đó là nhiều đứa cháu mới sinh ra cũng có nhiều cái bệnh, gọi là bệnh này là cái bệnh có thể là cái bệnh nghiệp của cháu từ trước, cũng có thể như vậy. Thì một là chúng ta nên đến bác sĩ để bác sĩ khám để cho chúng ta lời khuyên. Cái thứ hai nữa là chúng ta cố gắng thành tâm, nếu có gì sơ suất trong quá khứ thành tâm sám hối đi. Và cái sám hối hay nhất là niệm Phật với lòng tin tưởng vững vàng, cầu Phật lực gia trì cho cháu. Và bên cạnh đó mẹ cháu, anh chị cháu, những người trong gia đình nên có cái tâm mà hoan hỷ vui tươi, cười đùa với cháu, thường cũng có thể giúp cho cháu vượt qua những cảnh này đấy. Chứ cháu có 1 tháng rưỡi thì biết gì đâu mà cháu gọi cháu phá, sợ rằng là có cái bệnh gì đó. Cho nên chư vị cứ đi khám bác sĩ tới coi, bác sĩ khám tới coi nhé. Chứ đừng nên nghĩ rằng là cứ liên tưởng đến những cái tội xưa, làm cho cái đứa cháu hôm nay không ảnh hưởng gì đến mà cũng bị vướng vào cái này, gọi là cái cộng nghiệp của gia đình mình. Mong chư vị phải lấy cái lòng thành tin tưởng, biết rằng là mình trước mình đã phá thai gì đó rồi, đây là cái tội chứng của mình. Thôi bây giờ chúng ta dùng cái câu A Di Đà Phật mà niệm với cái tâm trí thành trí kính, quyết lòng sám hối đừng nên làm như vậy nữa. Và chúng ta quyết chí là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để cứu độ nhau. Và bên cạnh đó một lần niệm Phật như vậy, chúng ta đem công đức hồi hướng cho cháu, hồi hướng cho những chúng sanh nào mà chúng ta đã lỡ làm sai với họ. Cứ lòng thành đầy mà thành khẩn mà chí thành, có thể cảm ứng đạo giao, có thể giúp cho cháu vượt qua cái nạn này và giúp cho cả gia đình chúng ta vui lên. Đừng nên nghĩ đến những tội xưa mà chúng ta cứ buồn, làm cho cháu cũng cảm giác bị buồn theo. Đó gọi là ta buồn thì cảnh giới vui đâu bao giờ, phải không chư vị? A Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Chúng con thành tâm